Thưa quý khán giả và các đồng chí, ca nhiễm COVID-19 số 251 ở tỉnh Hà Nam được xác định là hết sức phức tạp, bởi cho đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm F0. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, liên quan đến ca bệnh này, bước đầu ngành y tế địa phương đã xác định có hơn 600 người là trường hợp tiếp xúc F1, F2, chuẩn bị sẵn sàng kịch bản cho các tình huống. Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, nơi sinh sống của bệnh nhân nhiễm COVID số 251, địa phương đã tiến hành công tác tiêu độc khử trùng. Cùng với đó là tập trung tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Lục phối hợp với các lực lượng đã thiết lập 4 chốt kiểm soát ra vào thôn 3. Những người ra vào thôn đều được đo thân nhiệt, yêu cầu thực hiện nghiêm việc sát khuẩn khử trùng. Duy trì 24/24 giờ. Thời gian thực hiện trước mắt chúng tôi duy trì là thời gian 15 ngày. Sau khi căn cứ vào tình cụ thể, chúng tôi sẽ có thể nâng thời gian thực hiện nhiệm vụ ở các thôn. Nhờ có sự vào cuộc và sự chấp hành rất là tốt của người dân trên địa bàn, cho nên tình hình dịch hiện nay trên địa bàn thôn 3 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa cơ bản cũng đã được kiểm soát tốt. Ở xã Bình Nghĩa sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc việc trực chốt tại các điểm chốt và tiến hành tiêu độc khử trùng lần 2 và cấp phát bổ sung các cái trang thiết bị y tế để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch, để nhân dân yên tâm lao động sản xuất và ổn định cái đời sống sinh hoạt. Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam đã tổ chức tiếp nhận 81 công dân về cách ly tập trung tại Trung đoàn 151. Đây là những công dân đang cách ly tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam có liên quan tới bệnh nhân số 25. Trong số 80 công dân cách ly tập trung đợt này, có 10 công dân đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2, còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm trong thời gian tới. Cấp độ 4, cấp độ 5, thì chúng tôi sẵn sàng dự kiến các phương án như là trường, cao đẳng, phát thanh truyền 2, cơ sở 2, khu vực là nhà thi đấu đa năng của tỉnh, cũng như là một số các trường cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh. Xác định là tất cả cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh thì phải đảm bảo là phòng chống tốt nhất cái dịch COVID, không để lây lan, thứ nhất là lây lan chéo trong các cơ sở cách ly, cũng như là không lây lan chéo trong cán bộ chiến sĩ, đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho bộ đội để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng như nhiệm vụ phòng chống dịch COVID. Ngay sau khi phát hiện ca bệnh thứ tư nhiễm COVID-19 có diễn biến hết sức phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhanh chóng triển khai công tác đảm bảo các điều kiện cần thiết của khu cách ly y tế tập trung tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nam. Gần 100 cán bộ chiến sĩ được huy động tu sửa các công trình cũng như chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết như là giường, chiếu, chăn màn, nhu yếu phẩm cho khoảng 400 người thực hiện cách ly tập trung. Đến nay, tại điểm cách ly trường Cao đẳng Y tế đã sẵn sàng tiếp nhận các công dân. Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất để có phương án tốt nhất. Quán triệt phương châm này thì những ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam đã chủ động tham mưu cũng như là triển khai các cơ sở sẵn sàng tiếp nhận các công dân về thực hiện cách ly tập trung. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam tin tưởng sẽ cùng với cả hệ thống chính trị và người dân ngăn chặn hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.